Họp báo khởi tố vụ án máy ấm Hoa Hồng, bắt tạm giam hai bảo mẫu tàn ác. Chiều ngày 6 tháng 9, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo và cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai bảo mẫu của máy ấm Hoa Hồng để điều tra, làm rõ hành vi tương tác với trẻ nhỏ. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, quê Đồng Nai, và Diệp Ngọc Tuyền, sinh năm 1977, quê Sóc Trăng, để điều tra về tội tương tác người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, qua các tài liệu, chứng cứ và áp dụng các biện pháp điều tra, đến thời điểm hiện nay, cơ quan điều tra đã có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định hai bị can Cẩm và Tuyền đã nhiều lần mạnh tay vào cơ thể của một số cháu bé trong máy ấm. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, đồng thời rà soát, làm rõ những sơ hở, thiếu sót trong quá trình quản lý các cơ sở bảo trợ xã hội để kiến nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương khắc phục, không để xảy ra vụ việc tương tự. Trước đó, tiếp nhận nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên về sự việc một số bảo mẫu tại máy ấm Hoa Hồng ở quận 12 có hành vi tác động vật lý đối với các cháu bé đang được nuôi dưỡng tại đây. Ban giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự và công an quận 12 khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn tin, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra trực tiếp. Trong ngày 5 tháng 9, Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố tiếp nhận hồ sơ vụ việc để tập trung điều tra, làm rõ. Bước đầu xác định, cơ sở bảo trợ xã hội máy ấm Hoa Hồng được Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận 12 cấp phép hoạt động từ tháng 7 năm 2023 đến nay. Chủ cơ sở là bà Giáp Thị Sông Hương, sinh năm 1974, ngụ quận Gò Vấp. Cơ sở này có 12 nhân viên bảo mẫu và 2 nhân viên lái xe. Tại thời điểm kiểm tra, có 86 cháu bé thuộc diện trẻ em mồ côi từ 2 tháng đến 3 tuổi đang được nuôi dưỡng tại cơ sở, vượt quá số lượng cấp phép là 47 trẻ. Ngay sau vụ việc được phát hiện, 86 trẻ của máy ấm này đã được chuyển về các cơ sở bảo trợ xã hội của thành phố để được thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và tiếp tục được nuôi dưỡng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đang gây chú ý trong cuộc sống. Thank you.